là nền tảng của sức khỏe sinh sản và khả năng sinh sản. Sức khỏe trứng của người phụ nữ ảnh hưởng đến cơ hội thụ tinh và làm tổ, đồng thời cũng quyết định khả năng duy trì thai kỳ. Ăn thực phẩm lành mạnh và cân bằng sẽ cung cấp cho bạn nhiều dinh dưỡng cần thiết để giữ cho hệ thống sinh sản của bạn khỏe mạnh, nội tiết tố ổn định và cải thiện tuần hoàn. Hãy cùng tham khảo ngay những thực phẩm dưới đây nhé. 1. Quả bơ. Bơ là một loại siêu thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng, hàm lượng cao chất béo không bão hòa đơn giúp cải thiện sức khỏe của trứng và duy trì sức khỏe sinh sản tốt. Bạn có thể ăn kèm bơ trong bánh mì sandwich, salad hoặc sinh tố. 2. Đậu lăng. Nếu cơ thể bạn thiếu sắt, đó có thể là một nguyên nhân đáng lo ngại vì điều đó có thể dẫn đến các vấn đề về rụng trứng. Sau đó kết hợp đậu lăng và chế độ ăn uống sẽ là một ý tưởng hay vì chúng là một nguồn giàu chất sắt. Phức hợp vitamin B, magie và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác rất cần thiết cho khả năng sinh sản. 3. Trứng và các món từ trứng. Trứng là thực phẩm giàu vitamin D và trung bình 6g protein trong một quả trứng giúp cho chất lượng trứng và tinh trùng tốt hơn. Ngoài ra, vitamin B12 và vitamin D hay axit folic đều là các chất dinh dưỡng có trong trứng giúp tử cung của người phụ nữ khỏe mạnh hơn. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu của thai kỳ, ăn trứng giúp phòng tránh dị tật ống thần kinh cho em bé. Các chị em cũng có thể chế biến nhiều món trứng khác nhau để thay đổi khẩu vị như trứng luộc, trứng rán, trứng sốt, cà chua. 4. Trái cây tươi. Trái cây bổ sung hàm lượng vitamin và khoáng chất cần thiết giúp tăng sức đề kháng và sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Chúng chứa nhiều dinh dưỡng như vitamin C, folate và chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ trứng khỏi các gốc tự do và giữ cho trứng được chắc khỏe. Các loại trái cây như dâu tây, việt quất, chuối, phúc bồn tử, ổi đều rất tốt cho sự phát triển của trứng và khả năng thụ thai của các chị em. Chúng có thể được ăn riêng, có thể được đánh thành sinh tố hoặc salad trái cây hoặc có thể thêm vào bột yến mạch. 5. Các loại cá giàu omega 3. Cá chứa hàm lượng lớn chất béo omega 3 và đặc biệt là các nước lạnh chứa hàm lượng axit béo omega 3 cao hơn. Omega 3 sẽ giúp cân bằng lượng hormone sinh sản và tăng lưu lượng máu nuôi dưỡng các tế bào trong cơ thể. Trong cá còn chứa hàm lượng dồi dào protein cũng giúp cải thiện chất lượng trứng của phụ nữ. Chính vì vậy, các chị em nên bổ sung khoảng 300-400g cá một tuần. Tuy nhiên, chị em nên tránh những loại cá có hàm lượng thủy ngân cao như cá mập, cá kiếm, cá thu. 6. Rau có màu xanh đậm. Các loại rau có màu xanh đậm như cải mồng tơi, cải xoăn, cải bó xôi, bông cải xanh giúp tăng cường khả năng rụng trứng và dễ thụ thai hơn. Bởi những loại rau này giàu chất sắt, chất chống oxy hóa, axit folic tốt cho sức khỏe sinh sản của chị em phụ nữ. Việc bổ sung rau có màu xanh đậm giúp tăng cường sắt, bổ sung máu tốt cho trứng và buồng trứng, giúp cho phụ nữ tăng cường khả năng thụ thai hơn. 7. Các loại hạt. Các loại hạt có thể kể đến như hạt vừng, hạt lanh, hạt hướng dương có chứa rất nhiều vitamin, canxi, magie, kẽm và đặc biệt là omega 3, dưỡng chất rất tốt cho sự phát triển của buồng trứng, giúp trứng phát triển khỏe mạnh. Chính vì vậy, ăn gì để trứng khỏe dễ thụ thai thì chị em không nên bỏ qua nhóm thực phẩm của các loại hạt này. Hy vọng với những chia sẻ trên, các chị em đã lựa chọn cho mình những thực phẩm phù hợp để bổ sung dưỡng chất thật tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thụ thai và sớm có em bé. Hẹn gặp lại với những thông tin hữu ích khác.